mua được mẻ tôm tươi ngon còn nhảy tanh tách. Bữa trưa của mình sẽ có cơm tôm xào cay và tôm chiên khoai tây giòn rụm, ăn phát là dính liền nha. Sau mấy năm trời đóng họ cho Chin Su thì nay sinh nhật là mình cũng được quà này. Hôm qua mình lại lướt thấy cái món cơm tôm xào cay của ông Sammy á, người gì đâu mà đã bảnh trai lại còn nấu ăn ngon nữa. Nhìn món gì ông ấy nấu cũng thấy mê á. Nguyên liệu đã sẵn sàng rồi, giờ thì vào bếp thôi. Đầu tiên thì tôm mình sẽ lột vỏ và sau đó bỏ cái chỉ sống lưng đi nhá. Tôm thì cũng nhanh chín thôi nên là mình sẽ pha nước sốt trước nhá. Cái này rất là dễ nha, mình có một muỗng đường này, 2 muỗng nước mắm, một chút bột ngọt và thêm 2 muỗng tương ớt Chin Su. Nhà mình ăn cái gì thì cũng cứ cay cay một chút mới ngon, mà có Chin Su thì vạn món ngon bùng vị luôn. Chuẩn bị nước sốt đã xong rồi thì mình sẽ phi thơm tỏi và cho tôm vào đảo đều. Đến khi tôm đã săn lại và đổi màu thì mình chỉ cần đổ nước sốt vào là xong. Cái món này thì hơi cực lúc bóc vỏ tôm thôi chứ còn nấu đi nhanh lắm, chỉ cần mấy phút là tôm đã chín rồi. Bước cuối thì mình sẽ cho thêm lá húng quế vào nha. Ôi mẹ ơi, ta nói nó thơm nhức nách. Và một món ăn hấp dẫn không kém đó chính là tôm bọc khoai tây chiên. Khoai tây thì mình đã hấp chín từ nãy, giờ thì mình sẽ nghiền nhuyễn và áo một cái lớp thật là mỏng như thế này nhá. Lăn qua một lần trứng và một lần bột chiên xù, thả vào nồi chiên không dầu cỡ 15 đến 20 phút là chín giòn rụm luôn. Cái món cơm tôm này á, ăn dính cực luôn, nó cứ thơm thơm này, cay cay này. Mà chả hiểu sao bây giờ mình mới lướt thấy nó cơ chứ. Còn cái tôm chiên này á, bên trong thì thơm, mềm, ngọt, vỏ bên ngoài rất là giòn, chấm với tương ớt nữa thì 10 điểm luôn. Với cái gu ăn cay của cái lan thì phải cỡ sriracha. Cái vị cay nồng với hàm lượng ớt chỉ thiên gấp 3 lần bình thường, giữ được cái nét cay ngon tinh khiết của ớt luôn. Còn mình thì vẫn thích cái vị của tương ớt Chin Su 2 cân này nên là cứ làm 2 bát thế là xong. Bữa trưa ngon xuất thần luôn. Chắc chắn hai cái món này mình sẽ nấu đi nấu lại rất nhiều lần. Có dịp thì mọi người nấu thử xem sao nhé. Giờ thì mời cả nhà ăn cơm.